một thai phụ ở Đắk Lắk dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Thực hư tín dụng trắng đưa nhiều người dân sập bẫy nợ. FIFA vừa ra quyết định mở rộng phạm vi kỷ luật với các cầu thủ tham gia cá cược ở vòng loại U21 quốc gia năm 2019. Gạo lứt chữa bách bệnh, liệu có như lời truyền miệng? Câu trả lời sẽ có trong phần cuối chương trình hôm nay. Lan Nhi cùng bạn dẫn Mai Anh của bản tin Nóng 24 giờ xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả. Quý vị vừa theo dõi những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thông qua thời lượng 30 phút của chương trình, Mai Anh và Lan Nhi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất, những vấn đề hiện đang gây dậy sóng trong dư luận diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với thông tin nóng đầu tiên. Sau đại dịch Covid-19 thì ở thời điểm này, dịch bạch hầu đang là nỗi quan ngại của ngành y tế. Tại các tỉnh thành vùng Tây Nguyên, mỗi ngày qua đều có những diễn biến mới phức tạp hơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có công văn khẩn chỉ đạo ngành y tế và các địa phương triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu, không để dịch bệnh bùng phát lan rộng trong cộng đồng, hạn chế thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng và tử vong. Thế nhưng vào hôm qua, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm một trường hợp bị bệnh bạch hầu là thai phụ đang mang thai tuần thứ 38. Theo đó, bệnh nhân là chị Thào Thị V, 19 tuổi, dân tộc H'mông, trú tại thôn Cư Rang, xã Cư Bui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Thông tin ban đầu, ngày 10 tháng 7, chị V mang thai tuần thứ 38, xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, đau họng và mệt mỏi. Đến ngày 11 tháng 7, chị V lại đi sang nhà bố mẹ đẻ ở thôn 4, xã Ia Mờ Đoan, huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk. Đến sáng ngày 14 tháng 7, bệnh nhân được đưa đến trung tâm y tế huyện Mờ Rắc điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện hai amidan của bệnh nhân sưng nề có giả mạc trắng bao quanh. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm và kết quả dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Hiện bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị. Tính đến chiều ngày 15 tháng 7, tỉnh Đắk Lắk đã có 9 trường hợp dương tính với bạch hầu tại các huyện Lắk, Mờ Rắc, Cư Mờ Ga và Rong Bông. Đặc biệt, chỉ trong 2 ngày 14 và 15 tháng 7, địa bàn huyện Mờ Rắc liên tiếp ghi nhận 4 ca bệnh ở các xã khác nhau là Cư Róa 4 ca, Rong Zin 1 ca và A Mờ Đoan 1 ca. Huyện Cư Mờ Ga xuất hiện 2 ca bệnh bạch hầu liên tiếp tại xã Cư Mờ Ga. Mới đây, Cục An toàn Thực phẩm nhận được thông báo của Cơ quan Khoa học Y tế Singapore phát hiện sản phẩm Candy B cộng Coffee Extra Power chứa tân dược Tadalafil chuyên điều trị chức năng tình dục ở nam giới. Mặc dù sản phẩm này chưa được cấp chứng nhận chất lượng ở Việt Nam, nhưng qua rà soát trên nhiều mạng xã hội, website của Việt Nam cũng thấy xuất hiện các dòng quảng cáo giới thiệu loại kẹo đặc biệt dành cho nam giới này, với lời quảng cáo gồm các thành phần thảo dược giúp tăng sức mạnh của quý ông. Trong khi đó, chất Tadalafil là một tân dược được sử dụng để điều trị các vấn đề về chức năng tình dục ở nam giới và là thuốc điều trị theo đơn của bác sĩ. Tình trạng trộn tân dược vào các sản phẩm thực phẩm, sản phẩm sinh lý đã được cảnh báo lâu nay. Một số sản phẩm gắn mác thảo dược nhưng khi kiểm tra lại phát hiện có chứa tân dược, vốn là các thuốc điều trị các bệnh sinh lý nam giới cần phải có chỉ định, kê đơn. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân dùng cần cẩn trọng tìm hiểu kỹ thông tin khi mua và sử dụng các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng. Liên quan đến thông tin về văn hóa thể thao, trong các bản tin trước đây, chúng tôi đã từng đưa tin về sự việc 11 cầu thủ Đồng Tháp có hành vi bán đồ tại trận đấu với U21 Vĩnh Long trong khuôn khổ giải U21 quốc gia năm 2019, đánh cược 150 triệu đồng trên mạng với hình thức xỉu, hai bàn trở xuống. Số tiền ăn được sau trận đấu là 133 triệu đồng và được chia cho 11 cầu thủ, gồm 9 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị. Sự việc khiến dư luận dậy sóng một khoảng thời gian dài. Chính những cá nhân này đã làm xấu đi hình ảnh của thể thao, vốn là sân chơi lành mạnh được nhiều người yêu thích. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án này, FIFA vừa ra quyết định mở rộng phạm vi kỷ luật với các cầu thủ tham gia cá cược trong đội hình U21 Đồng Tháp. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trong số 11 cầu thủ tham gia đường dây cá cược diễn ra trên sân Thành Long, thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 6 năm 2019, Huỳnh Văn Tiến được xác định với vai trò là kẻ cầm đầu. Cầu thủ Huỳnh Văn Tiến bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trên phạm vi toàn thế giới từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến ngày 11 tháng 5 năm 2025. Trước đó, Văn Tiến bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF quản lý, tổ chức trong 5 năm và nộp phạt 5 triệu đồng. 10 cầu thủ còn lại bao gồm Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhật Huy, Giang Suni.
Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh bị nới rộng phạm vi cấm thi đấu và tham gia các hoạt động bóng đá do FIFA tổ chức trong 6 tháng trên toàn cầu, từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến ngày 10 tháng 11 năm 2020. Trước đó, 10 cầu thủ này bị ban kỷ luật VFF cấm 6 tháng và nộp phạt 2,5 triệu đồng một người. Trước đó, Tiến thừa nhận cùng 10 cầu thủ Đồng Tháp bàn với nhau đánh cược 150 triệu đồng trên mạng với hình thức xỉu, hai bàn trở xuống. Số tiền ăn được sau trận đấu là 133 triệu đồng và được chia cho 11 cầu thủ, gồm 9 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị. Những ngày qua, rất nhiều người dân đã không khỏi ngỡ ngàng khi đi ngang đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Khác với sự bình yên, trang nghiêm như mọi khi, hiện tại đây đã trở nên hoang tàn với hàng loạt ghế đá bị đập phá. Hiện thủ phạm vẫn đang nằm ngoài vòng pháp luật. Nhóm phóng viên chương trình đã có mặt tại khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện Diên Khánh nằm tại chân cây cầu Phú Lộc Tây vào ngày 15 tháng 7, ghi nhận hàng loạt ghế đá trong công viên khu tưởng niệm bị đập phá tan nát, vỡ vụn. Các ghế đá bị đập phá với đủ dạng, từ đập bể các chân, các nơi tựa lưng đến nhiều chiếc bị biến dạng, không còn nhận ra chiếc ghế đá. Hiện ngành chức năng địa phương vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của vụ đập phá, tình trạng này khiến cho người dân không khỏi bất an. Nhận định ban đầu cho rằng có thể các đối tượng xấu thực hiện việc đập phá vào ban đêm vì nơi đây rất vắng vẻ. Nhưng dù với bất cứ lý do nào, việc ngang nhiên đập phá hàng chục ghế đá tại khu đài tưởng niệm liệt sĩ được coi là một hành động vi phạm pháp luật rất đáng bị phê phán và xử lý. Kính thưa quý vị, các đối tượng buôn lậu ngày nay luôn giở đủ chiêu trò để qua mặt lực lượng chức năng. Bên cạnh việc ngụy trang các mặt hàng nóng bằng nhiều hình thức tinh vi, chúng còn sẵn sàng tẩu thoát chống đối người thi hành công vụ khi bị phát hiện, truy bắt. Như vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, một thanh niên chở số lượng lớn gỗ lậu phát hiện lực lượng chức năng, hắn đã lao xe vào tổ tuần tra, buộc lực lượng chức năng phải bắn 4 phát súng chỉ thiên để trấn áp đối tượng. Sau đây là diễn biến chi tiết vụ việc. Trước đó, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ea Leo, huyện Ea Leo, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Rông Bút phát hiện xe máy cài độ chế do tài xế Y Phiên Cơ Sơ, 19 tuổi, trú tại thị trấn Ea Răng, huyện Ea Leo, điều khiển chở rất nhiều hộp gỗ được cưa xẻ vuông vắn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà còn tăng ga tông trực diện vào tổ tuần tra. Rất may, các đồng chí trong tổ công tác đã kịp thời né tránh, không gây thương tích về người. Một đối tượng chạy một xe máy kéo đồ chế, chở gỗ, thì ra hiệu lệnh dừng xe. Đối tượng không chấp hành mà ngoan cố bỏ chạy, tăng ga để bỏ chạy. Tổ tuần tra kiểm soát đã dùng xe đặc chủng, bật còi ưu tiên, ra hiệu lệnh tiếp tục đuổi theo. Nhưng đối tượng là lạng lách đánh võng, chen ép xe tuần tra, buộc tổ tuần tra phải nổ 4 phát súng. Hai phát súng chỉ thiên và hai phát súng vào lốp của xe, trấn áp, ép đối tượng vào lề, sau đó là bắt giữ đối tượng. Đối tượng cùng tang vật đã được áp giải về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Leo để xử lý. Y Phiên Ca Sơ khai nhận được một người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch thuê chở số gỗ này về một xưởng cưa gần cầu 110 giáp ranh với tỉnh Gia Lai với giá 200.000 đồng. Toàn bộ số gỗ này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Lan Nhi xin được đến với camera nóng hôm nay bằng hình ảnh một vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 5 giờ sáng qua trên đoạn đường Lĩnh Nam, Hà Nội. Ngay khi vừa ngã ra đường, cô gái đã bị một chiếc xe máy của một đôi nam nữ đi ngược chiều cán qua người vô cùng thương tâm. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bức xúc hơn chính là hành động của người quay clip, thưa quý vị. Như quý vị đang thấy, một cô gái mặc áo màu vàng điều khiển xe tay ga màu đỏ đi ngay phía sau một chiếc xe máy màu trắng thì bất ngờ phanh gấp để tránh đâm vào đuôi xe máy. Hậu quả là cô gái ngã lăn xuống đường. Đúng lúc đó thì một chiếc xe máy của một đôi nam nữ chạy ngược chiều đã không tránh kịp, lái xe chèn ngang qua và trúng đầu cô gái. Cú va chạm khiến cô gái kia quay 180 độ nằm bất tỉnh trên đường. Đôi nam nữ cũng bị mất tay lái loạn choạng rồi va vào đuôi chiếc xe máy đi cùng chiều phía trước rồi ngã xuống đường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đôi nam nữ này cùng một số người dân xung quanh liền chạy tới kiểm tra cô gái, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến một phần cư dân mạng phẫn nộ không phải là tình huống tai nạn mà chính là cách cư xử kỳ lạ của hai người ngồi trên xe ô tô quay clip. Họ chứng kiến vụ tai nạn nhưng chỉ ngồi xem bình luận, không xuống giúp đỡ, rồi sau đó chạy xe rời đi. Thưa quý
vị, smartphone đang ngày càng trở nên phổ biến, nhiều người dành thời gian cho chiếc điện thoại, ngay cả lúc di chuyển ngoài đường. Và hậu quả của việc này, một là có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc, hai là lọt vào tầm ngắm của bọn cướp giật ngày càng táo tợn. Điển hình là vụ việc ngay sau đây. Hai mẹ con đang chở nhau trên chiếc xe đạp điện. Người con ngồi sau vừa đi vừa dùng điện thoại, và không may cho bé là hành động này đã lọt vào tầm ngắm của hai tên cướp đi xe máy phía sau. Hai tên liền áp sát xe của hai mẹ con và ra tay giật văng chiếc điện thoại. Cú giật bất ngờ làm hai người té xuống đường khá mạnh. Còn hai tên cướp giật thì đã cao chạy xa bay. Vụ cướp xảy ra vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Qua sự việc này, mong mọi người chú ý, đừng vừa di chuyển ngoài đường vừa sử dụng điện thoại. Cũng giống như điện thoại, việc các chị em phụ nữ hay đeo nữ trang, di chuyển đi ra đường luôn tiềm ẩn những rủi ro nếu không may lọt vào tầm ngắm của bọn trộm cướp. Và ngày nay, bọn chúng còn táo tợn và lộng hành đến mức vào tận các con hẻm ngay trước nhà dân để ra tay. Điển hình là người phụ nữ sau đây đã bị cướp ngay trước cửa nhà mình, thưa quý vị. Người phụ nữ ẵm con trước nhà nhưng trên cổ có đeo một sợi dây chuyền. Và tên cướp đi xe tay ga Vario mặc áo khoác sẫm màu, áo thun màu đỏ đã phát hiện ra con mồi. Hắn tiến lại gần, rồi giật phăng sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân và tẩu thoát nhanh gọn, dù trước nhà nạn nhân là một con hẻm nhỏ. Được biết vụ việc xảy ra mới đây tại đường Tân Thới Hiệp 21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến mọi người ai cũng bất ngờ, đặc biệt là người phụ nữ ẵm em bé nạn nhân của vụ cướp, chỉ biết la hét lên trong vô vọng. Thưa quý vị, chập chững bước vào đời, không tiền, kiến thức chưa tới đâu. Thế nhưng hiện có nhiều người trẻ lại ôm một giấc mơ giàu sang chỉ vì tin vào những lời nói ngọt ngào gắn mác những doanh nhân thành đạt, giáo sư, tiến sĩ thành công lẫy lừng, để rồi đi vào con đường đa cấp, biến cuộc đời của chính bản thân mình trở thành một địa ngục trần gian. Bỏ học, tương lai mờ mịt, tổn thất về sức khỏe và tinh thần không phải là những mất mát duy nhất mà những nạn nhân của đa cấp bất chính phải hứng chịu, mà phía sau họ còn là gia đình, những người cũng phải chịu nỗi đau không kém, con dại cái mang. Sau đây sẽ là ghi nhận về thực trạng này. Cuộc sống của thanh niên này hoàn toàn thay đổi kể từ khi bước chân vào con đường đa cấp bất chính. Anh đã phải trả những cái giá rất đắt, như một thứ học phí trường đời đắt đỏ hơn nhiều so với học phí tại trường mà anh theo học. Năm 2017, khi đang là sinh viên năm nhất của Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, anh tìm việc làm thêm trên mạng, bắt gặp thông tin tuyển dụng của tin khởi nghiệp 360 với lời giới thiệu về việc chăm sóc khách hàng, cùng lời hứa hẹn về mức lương cao, quyền lợi khủng và vẽ lên viễn cảnh tương lai là có nhà, có xe, trở thành doanh nhân thành đạt. Những sinh viên non nớt được một tổ chức đa cấp bất chính tô vẽ những tương lai hào nhoáng. Họ được đưa đi hội nghị, nhà hàng sang trọng, gặp gỡ những người được giới thiệu thành công doanh nhân giỏi. Từ đây, bẫy đa cấp bất chính từ từ sập xuống. Họ sẽ dùng mọi phương thức để làm sao đó bản thân có thể chốt hết tất cả mọi thứ tài sản mà chúng ta đang có được. Ví dụ như nếu ngày hôm đó bạn hoàn thành cái đơn hàng này. Để lên được một cấp bậc mới, tung vinh, tung hô, tặng thưởng cho những hào quang của sự ảo tưởng, thì nạn nhân của đa cấp bất chính đã phải làm những chuyện mà lương tâm của họ cũng khó tha thứ. Bỏ học, lừa người thân để lấy tiền, hào nhoáng không thấy đâu, chỉ thấy một cuộc sống cơ cực bị kiểm soát chặt chẽ khi bị nhốt trong phòng trọ suốt một tháng trời. Các cái đối tượng lừa đảo trong trường hợp này, họ đã nhắm vào đúng cái chỗ, cái thành phần sinh viên gọi là yếu nhất ở trong cái trường đại học, đó là các em mới chân ướt chân ráo bước vào trường. Trong đó có nhiều bạn có thể là các cái nhận thức về xã hội, về cuộc sống, về giá trị cuộc sống, về tâm lý, mọi thứ nó chưa có vững vàng. Ngay cả khi bạn nghe một cái khẩu hiệu như là làm giàu không khó, thì bạn cũng phải hiểu là phải học và làm việc rất cật lực, rất nghiêm túc thì mới giàu, chứ không phải là làm giàu không khó là đồng tiền nó rơi trên trời rơi xuống. Ở đây ta có thể nhìn ra một cái việc là nếu như cái lừa đảo về đa cấp nó là một cái thực tế xã hội, thì chúng ta phải đặt cái hiểu biết này vào ngay trong môi trường giáo dục gia đình. Chỉ lo sợ là gì biết không? Là có một số trường hợp ở gia đình thì chính phụ huynh người lớn cũng chưa học được bài học này. Nhiều nạn nhân của đa cấp viết đơn tố cáo trong muộn màng. Sự sai lầm được đánh đổi bằng sự ngừng trệ của con đường học vấn, tương lai, sức khỏe và những mâu thuẫn trong gia đình. Thưa quý
quý vị, câu chuyện ăn gạo lứt, muối mè hay các thực phẩm chay chữa khỏi ung thư rộ lên từ vài năm nay ở nước ta. Những phương pháp này bắt đầu được lan truyền trên các trang mạng xã hội và được người dân áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khỏi bệnh đâu không thấy, nhưng đã có trường hợp nguy kịch, thậm chí là tử vong vì chế độ ăn này. Mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ thực hư công dụng của gạo lứt cũng như những ý kiến của các chuyên gia đầu ngành về việc có hay không gạo lứt chữa được ung thư quý vị nhé. Mới đây, một bé gái gần 3 tuổi ở Thái Nguyên qua đời vì ăn chay thực dưỡng. Trước đó, bé gái này có các dấu hiệu xuất huyết dưới da. Khi thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, các bác sĩ chẩn đoán bé bị ung thư máu dạng cấp và được đề nghị chuyển viện để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, gia đình quyết định bỏ điều trị tại bệnh viện và tìm đến phương pháp ăn thực dưỡng trên mạng khiến bé không qua khỏi. Trước đó, cũng có rất nhiều trường hợp vì ăn chay thực dưỡng, đặc biệt là gạo lứt muối mè, để trị các loại bệnh khác nhau mà bệnh trở nặng hơn hay mất khả năng điều trị. Thực tế hiện tại thì có rất là nhiều bệnh nhân đến bệnh viện ung bướu này điều trị thì đã áp dụng chế độ ăn gạo lứt muối mè ở một cái mức độ rất là tuyệt đối, tức là chỉ ăn gạo lứt muối mè và uống với một ít nước khi thấy khát, và đã dẫn tới một số các kết quả rất là đáng tiếc xảy ra. Bệnh ung thư có thể điều trị khỏi, thế nhưng vì cái gì trở về để điều trị gạo lứt muối mè mà bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, bị sụt cân trầm trọng, có thể hơn 15-18 kg trong cái thời gian áp dụng chế độ ăn gạo lứt muối mè và bệnh không có khỏi. Ăn gạo lứt có thể giảm cân, trị mụn. Thành phần trong gạo lứt chống tiêu chảy, táo bón, thậm chí còn trị được bệnh nguy hiểm như đái tháo đường, ung thư. Đây là những công dụng được nhiều người rỉ tai nhau với mong muốn đẩy lùi bệnh tật mà không cần dùng đến các phương pháp hay là thuốc chữa bệnh Tây hay Đông y. Thì đúng rồi, nếu mà thật sự mấy phương pháp đó, nếu mà cô có bệnh đó, thì cô phải ráng cô làm theo người ta chứ. Mình thấy người ta cũng kêu là học một loại lứt thì nó cũng tốt sức khỏe, thì nó cũng giúp chữa bệnh rất là nhiều con bệnh đó. Nói chung người già yếu hay gì đó cũng nên dùng gạo lứt. Nói chung là gạo lứt với muối mè cũng là hai thực phẩm cũng khá tốt, cho nên khi mà nói chung là không liên quan tới những cái bệnh mà nan y á thì không sao, nhưng mà mình khi mà người ta khuyên dùng những cái loại thực phẩm tốt đó để ăn giảm thiểu những cái bệnh kia thì mình nghĩ cũng không có gì xấu hết. Không riêng bệnh nhân trên, nhiều người hiện nay còn học theo nhiều cách ăn chay, ăn gạo lứt khác nhau như một bài thuốc quý và có thể chữa được bách bệnh. Trong nhiều phương pháp như ăn chay giảm cân, ăn chay trị bệnh, người ăn chỉ sử dụng chủ yếu là gạo lứt, muối mè. Tuy gạo lứt có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng theo các bác sĩ, hiện chưa có nghiên cứu nào trên thế giới khẳng định gạo lứt có khả năng phòng chống ung thư. Đáng nói, nhiều người mù quáng tin vào những tin đồn thất thiệt và khẳng định gạo lứt chữa bách bệnh. Họ còn chọn chế độ ăn chay với gạo lứt, muối vừng để hạn chế sự phát triển của khối u, thậm chí khỏi bệnh. Cho đến nay thì các nghiên cứu trên thế giới chưa có cái nghiên cứu nào hay là một cái hướng dẫn nào khẳng định điều trị gạo lứt muối mè có thể điều trị khỏi bệnh ung thư. Các phương thức điều trị bệnh ung thư hiện nay thì chỉ có thể kể đến, đó là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị nội tiết, chứ không có đề cập tới phương thức điều trị là gạo lứt muối mè. Theo các bác sĩ dinh dưỡng, gạo lứt chỉ là chất tinh bột chứa một phần dinh dưỡng, cần kết hợp với thực phẩm khác nhau như rau củ, thịt cá để cung cấp thêm vitamin và khoáng chất. Đối với người khỏe mạnh, nếu lạm dụng gạo lứt lâu ngày, thiếu những thực phẩm bổ sung khác sẽ khiến cơ thể bị thiếu nguồn chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất từ rau, củ quả. Thì như vậy, với cái chế độ ăn này thì cái lượng calorie mỗi ngày nạp vào thì chỉ khoảng cỡ 500 kilocalo. Và so với một cái nhu cầu bình thường của một người thì nó chỉ có 25% nhu cầu năng lượng. Như vậy thì nó sẽ không đủ để cho người bệnh có được năng lượng, có lực lượng đạm cần thiết cho cơ thể. Để bảo vệ sức khỏe nên xem gạo lứt như những thực phẩm sạch khác, bởi nó giúp con người tăng cường sức đề kháng, bổ sung chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, việc sử dụng thực phẩm sạch, rèn luyện thể thao sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật, bao gồm cả những bệnh hiểm nghèo.
Lan Nhi nè, Nhi có thường xuyên ăn bánh mì không ha? Vâng ạ, đây thực sự là một món ăn khoái khẩu với Lan Nhi. Bánh mì là một trong những món ăn truyền thống của Việt Nam, được biến tấu đa dạng như là bánh mì thịt nguội, bánh mì chả cá, bánh mì phá lấu. Thế nên có thể nói đây là một món khoái khẩu, không chỉ của Lan Nhi hay Mai Anh mà của rất là nhiều người. Tuy nhiên, với các hàng quán lề đường, nếu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì món ăn yêu thích này lại có thể trở thành một ẩn họa. Đúng vậy thưa quý vị, mới đây 140 người tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Sau đây chúng ta sẽ cùng phóng viên chương trình tìm hiểu những chiếc xe bánh mì kém vệ sinh như thế nào quý vị nha. Mình nghiện bánh mì luôn á, ngày nào mình cũng ăn bởi vì nó ngon, nó rẻ và hợp với túi tiền của mấy bạn sinh viên. Mình thường ăn bánh mì trên lề đường á, đi trên đường thấy thì ghé vào mua thôi. Với lại sợ trễ học nữa cho nên là một buổi sáng thì đến trường thì tôi tấp vô lề đường mua bánh mì xong rồi mang lên trường ăn luôn. Là thức ăn sáng được ưa chuộng nên vào giờ cao điểm có tới hàng trăm xe bánh mì xuất hiện trên cùng một con đường. Theo khảo sát của phóng viên, ngoài những cửa hàng đã được cấp phép thì bánh mì được bán phổ biến ở vỉa hè, xe đẩy, hàng rong. Khi tiếp cận, chúng tôi nhận thấy hầu hết thành phần ăn kèm đều không có nhãn mác, bao bì, bảo quản sơ sài. Một số nguyên liệu không còn tươi mới, xỉn màu, kém vệ sinh. Các sản phẩm này dễ bị hư hỏng, ôi thiêu trong quá trình kinh doanh do để ở nhiệt độ thường cộng với môi trường nắng nóng, nhiều gió, bụi, côn trùng. Còn đây là xe bánh mì thịt nướng, cũng là một trong những loại bánh mì hấp dẫn thu hút thực khách. Thế nhưng, để đáp ứng nhu cầu muốn tiết kiệm thời gian của người mua, nên vỉ nướng phải làm việc liên tục, khiến bề mặt cháy đen. Ngoài ra, lớp mỡ dùng để chiên trứng sẫm màu do tái sử dụng nhiều lần, tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe. Thì chúng ta biết là những cái bánh mì mình gọi là bánh mì thịt thì trong đó có rất nhiều thứ nguyên liệu trong đó. Chúng ta có pate, chúng ta có thịt chế biến, vân nói chung nó là những cái thịt nguội. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái xe bánh mì bán như thế đó là không có một cái phương tiện nào để mà bảo quản cái thực phẩm của mình ở cái nhiệt độ cho nó đúng. Vì là theo nguyên tắc khi mà chúng ta bảo quản một cái thực phẩm mà nguội như thế thì bắt buộc chúng ta phải giữ nó ở nhiệt độ trong cái tủ lạnh, trong ngăn mát của tủ lạnh của mình, tức là tối thiểu nó phải được 5 độ. Cái thứ hai là cái thịt nguội đó là cái thịt mà người ta phải chế biến ngày hôm trước và người ta để lại qua ngày hôm sau, sáng hôm sau người ta mới mang ra người ta bán. Vì là sáng người ta phải đi bán sớm cho nên người ta không thể nào người ta chế biến xong rồi người ta mang đi bán được, mà người ta phải chế biến trong buổi tối hôm trước hoặc là ngày hôm trước, và có nhiều khi là bán hôm nay không hết, để lại qua ngày hôm sau bán tiếp. Vậy thì cái thịt đó là cái thịt mà á để qua một cái thời gian khá dài, những cái đó nó rất dễ bị nhiễm vi sinh vật, và khi nhiễm cái vi sinh vật đó thì nó sẽ gây nên cái ngộ độc. Bên cạnh câu chuyện về nguyên liệu, các dụng cụ liên quan cũng cần được chú ý. Thớt, dao, các hũ gia vị đều đã hoen ố vì hàng ngày phải phơi nắng phơi mưa nhưng không được thay mới. Điểm may bán lưu động nên không đủ nước sạch để sử dụng khi chế biến, rửa dụng cụ cũng như các điều kiện vệ sinh khác. Cũng theo ghi nhận, hầu hết người bán đều bỏ quên găng tay, cắt thịt bằng tay trần, cầm nắm thực phẩm như thế này. Trong lúc chế biến bánh mì cũng không ngoại lệ, vẫn đôi tay ấy trực tiếp cầm bánh mì, thậm chí để bánh mì lên khăn bẩn rồi thối tiền cho thực khách. Sự tùy tiện này chính là nguyên nhân gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên cái cơ thể của người khỏe mạnh, nghĩa là trên tay, trên da của người khỏe mạnh luôn luôn có các cái vi sinh vật có khả năng gây ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt chúng ta quan tâm tới một cái con vi khuẩn mà tiếng Việt chúng ta gọi là tụ cầu vàng, thì đây là một cái vi sinh vật mà có mặt ở trên da của người khỏe mạnh. Cho nên là nếu như người mà làm thức ăn, chế biến thức ăn mà không rửa tay trước khi mình chế biến thức ăn, cái việc mà rửa tay trước khi mình chế biến thức ăn là cái việc rất là cần thiết, nhưng đôi khi chúng ta bỏ qua, những cái con vi sinh vật đó nó nhiễm vào trong cái thực phẩm của mình. À, nếu người ta không có một cái điều kiện bảo quản nó tốt thì con vi sinh vật này nó sẽ phát triển ở trong cái thực phẩm của mình, và khi nó phát triển trong thực phẩm của mình thì nó sinh ra cái độc tố. Cái độc tố này là cái độc tố mà rất khó bị phá hủy bởi nhiệt độ. Khi chúng ta đun sôi nó thì con vi khuẩn nó chết, nhưng mà cái độc tố đã sinh ra rồi nó không bị phân hủy đi, cho nên khi chúng ta ăn chúng ta vẫn bị ngộ độc như thường. Trước nhiều rủi ro như thế thì hệ lụy là điều khó tránh, trong khi mỗi năm có không ít vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra mà thủ phạm chính là bánh mì kém vệ sinh.
Mới đây nhất vào ngày 3 tháng 6, 140 người tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bánh mì trong một ngày hội của phường. Cách đây 2 năm, cũng xảy ra một vụ tương tự tại Đắk Lắk với số người nhập viện lên đến 179 người. Chất lượng các mặt hàng rong nói chung và bánh mì nói riêng hầu như chưa thể kiểm soát. Do là buôn bán nhỏ lẻ, tự phát, không đăng ký kinh doanh nên gây khó khăn trong việc quản lý. Do đó, người tiêu dùng cần ý thức lựa chọn thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa nâng cao chất lượng sống. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại cũng vào khung giờ này ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Long An.